Đây là cái công trình mà ứng dụng tiết kiệm giảm chi phí dùng cây. Nghe, coi coi thực tế so với lý thuyết được tính trên giấy như thế nào. Lực lượng lột tràm, bỏ lộn lột bạch đàn, đừng mưa nên xình quá. Phát biểu gì ơi? Trời ơi, mới 6 tuổi nghe quý vị. Gì? Ngày sao nữa? Quyên ơi nào. Rồi cái chào làm cái gì? Cái chuồng heo. Cái chuồng heo hả? Đó mọi người, đây mọi người đang làm. Đó bạn ở trần mặc quần đùi đó là Di đẹp trai. Bạn kế là bạn tân kinh doanh mà bay qua là tụm gà là bắt heo rồi làm chuồng heo tùm lum luôn như bắt hôi luôn. Ok. Làm như là thập cẩm như là cái gì không biết chân á. Đây là tài xế Hà, chuẩn bị có vợ mới luôn. Mà không biết được hay không, chưa biết. Đó, dưới kia là công trường anh em đang làm. Nha. Khu đất này là khu đất mới của mình ha, mình mới thuê. Làm cái liều tạm đây. Mát trời đây, mát rượi luôn. Đó. Đây là một chủ đất đây. Bờ kinh ha, xe ba gác vô được. Ổi sát bên, lục bình dưới mé, ao dưới mương, dạ đồng xung quanh. Đó, rất là thuận lợi luôn nha quý vị. Buổi chiều 2:30 ngày 11 tháng 10 2021. Này là bao nhiêu anh em đã dựng được cái khung như thế này. Đây là cái công trình mà ứng dụng tiết kiệm giảm chi phí dùng cây. Nghe, coi coi thực tế so với lý thuyết được tính trên giấy như thế nào. Cho anh em thấy vườn. Chào mọi người nha. Chào mọi người gì? Chào mọi người. Chào mọi người. Con xích qua đây, con đứng cái cây sao tao thấy. Đây, sao nói đi. Nay con ra làm chuồng heo với ba Vinh. Này con của ông Anh nghe quý vị. Nó kêu mình ba Vinh chứ không phải mình có con. Mình mới cưới vợ chưa có con. Được bao nhiêu phần công việc rồi nè. Rồi lấy cái liền ra, đóng lên vô. Rồi, nó xúc sao mà, ngàn cu này cu diệt. Chút sao gớt cái liền vô luôn rồi. Lấy cái liền lên. Tọt vô nãy, qua nãy lại giật lên nữa. Mình đóng vết gì ha. Này là bạn Thành đẹp trai. Đóng vết gì cái mình dựng khung lên. Xong rồi mình lên lòng tay thôi, mình lập tôn thôi. Ngang 2 dài 4,5. Đó. Đường đi ở giữa, quý vị thấy nè, đường đi ở giữa, đường đi này 8 tấc ha. Xe gùa đi nè. Đó. Không gian rất là mát mẻ. Lấy dao đẻo luôn đi. Đó, mọi người đang dựng cột. Ở đây là một xe tràm nữa đang chuyển vô. Lúc khó khăn này thì bà con mọi người cùng cố gắng một ít nha. Những hộ nào mà bị sự cố đó thì công ty sẽ cố gắng hỗ trợ sao cho nó vừa cho công ty mà vừa cho bà con. Còn riêng những hộ nào mà nuôi trong hệ thống mà vướng vấn đề kỹ thuật á, tạm thời công ty không hỗ trợ được trong thời gian qua, nhưng bây giờ bắt đầu đi lại được rồi nha. Rồi thứ ba nữa là những hộ nào mà chuẩn bị nuôi heo đó thì làm chuồng. Đây là phương pháp làm chuồng giá rẻ để mình làm thử coi sao rồi mình giới thiệu cho anh em nữa nha. Ok.
còn khách hàng tiêu thụ thì yên tâm, cái nguồn hàng công ty luôn ổn định. Đặc biệt là thể dịch này nó hơi bị ế một chút nhưng không sao, qua tháng này là khỏe hết nè, hệ thống nó chạy lại thì nó đỡ cực hơn. À, nói gì thôi chứ trong kinh doanh mà không thuận lợi cũng rất là khó khăn. Vấn đề là nhanh hay chậm và bao lâu. Còn người đương đầu và đội ngũ phía dưới và bà con hệ thống cùng đồng hành, cùng chia sẻ thì mới gắn kết được lâu dài và bền vững. Chứ nếu mà chỉ muốn ngon không thì không có. Gọi là phải là luôn thay đổi để thích ứng phù hợp với những khó khăn. Nha. Không thị trường vì giá thì cũng bằng hàng con buôn, thì cũng là chất lượng sản phẩm, cũng là bạn bị lừa tiền gì đó, vân vân. Luôn luôn khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh như ế nữa, không mua người mua nữa, mua bị chêm lắm chứ. Vậy ha, ok bà con mình không sao hết, lạc quan là vui vẻ. Hoàn thiện khâu cuối cùng của cái cây lòn tay cuối cùng của cái dãy trại từ 120 đến 150 heo thịt. Nhẹ nhẹ nha, giật giật là nổ muốn nói nha. Quá trời mát mẻ luôn anh em ơi. Mình làm bờ kè nè. Đó. Đèn nè. Để ngày mai mình quay khâu cuối cùng là lập tôn với bắn khung nữa ha. Hôm nay là khâu lên kèo. Một ngày rất là cố gắng của anh em mình. Phương pháp này nghe đồ mà rẻ được 35% so với làm bằng sắt nha anh em. Và xin chân thành cảm ơn quý bà con mình đã xem hết video clip ngày hôm nay. Cũng như là bà con mình thấy, công ty đang triển khai thử nghiệm 3 mô hình chuồng trại nuôi heo rừng. Từ việc tận dụng những nguyên vật liệu rẻ tiền hơn như là cây làm cột, bà con mình có thể che mái lá hoặc là tôn. Vách ngăn thì ứng dụng tôn xi măng phẳng hoặc là lưới B40, giúp giảm chi phí đầu tư và mang hiệu quả kinh tế cao hơn cho quý bà con của mình. Và hiện tại thì công ty mình chỉ đang thử nghiệm độ bền và hiệu quả từ mô hình này. Nếu như đạt kết quả tốt thì sắp tới sẽ hướng dẫn cho quý bà con mình triển khai luôn nha. Và dự án nuôi heo rừng lai hướng sạch triển khai hợp tác cùng với bà con 13 tỉnh miền Tây với tiêu chí tận dụng, tiết kiệm và hiệu quả cao. Bà con mình quan tâm đến dự án có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline để nhân viên hỗ trợ thêm thông tin cho mình nha. Cảm ơn quý bà con mình rất nhiều.